Xin chào bà con cô bác, xin chào anh em môi giới. Hiện tại khoa sẽ giới thiệu cho quý anh chị bất động sản. Mặt tiền mình là mặt tiền đường đá 1,5 m, đường xe qua lâm tới đất. Vị trí đất cách tỉnh lộ 87B 300 m. Thì đất mình vị trí ở chỗ này. Thì bất động sản của mình diện tích của nó là ngang 16.68, chiều dài chiều sâu thửa đất là 52.5 m, nở hậu 16.9. Thì đất của mình hiện trạng thì nó cũng cao ráo nha quý anh chị, chỉ có cái mương bên kia nó hơi lạng thôi, thì không tốn chi phí bao nhiêu để san lấp. Thì hiện trạng cũng cao ráo, trên đất cũng trồng dừa. Đây qua đi vô quay chi tiết của đất cho quý anh chị coi, nó rất là đẹp nha. Thì diện tích hình chữ nhật vuông vức luôn, mặt tiền của nó là đường đá 1,5 m. Thì vị trí đất của mình chỗ này là Tân Hưng, Tân Thới, Tân Phú Đông, Tiền Giang, xung quanh là vườn dừa, khu dân cư đông nha quý anh chị. Cái này mình nhiều nhà lắm. Thì tổng diện tích thửa đất này là 900 mét vuông, với giá của thửa đất là 480 triệu. Đây, và đi xuống cuối ranh đất cho quý anh chị xem. Thì trụ ranh cũng cắm rõ ràng rồi, sổ cũng về rồi nha quý anh chị, sổ hồng riêng nha. Đất mình là hiện trạng là đất mục đích sử dụng là cây lâu năm. Ở đây quý anh chị có thể đầu tư về làm nhà vườn nè, có nhà nghỉ dưỡng, hoặc là đầu tư mình kiếm lời nha quý anh chị, giá nó cũng rẻ thôi. Thì tổng thửa đất là 480 triệu, tổng diện tích là 900 mét vuông. Đây mặt tiền mình, mặt tiền đường đá, đường này xe qua lâm, có dự án cán đan. Đường mình đẹp nha quý anh chị, đường này là đường công cộng. Vị trí lý tưởng cho quý anh chị đầu tư, thì trụ ranh mình cũng cắm đầy đủ hết luôn. Thì mình xin nhắc lại là 480 triệu nha thửa đất này nha quý anh chị. Xung quanh nè, đất đẹp, khu dân cư đông nha quý anh chị, nhà cửa nè. Thì vị trí đất này là thuộc Tân Hưng, Tân Thới, Tân Phú Đông, Tiền Giang. Thì sổ là sổ sẵn công chứng nha, cho quý anh chị là cái tháng năm luôn nha. Thì quý anh chị quan tâm có thể liên hệ cho khoa số 033 44 7430 là 0766 450 076. Mục đích sử dụng của mình là cây lâu năm nha quý anh chị. Thì tổng diện tích là 900 mét vuông nè quý anh chị. Thì bên khoa đang chuyển định chuyển mục đích sử dụng của cây lâu năm. Thì sổ của mình đây rất là đẹp, đường đá 1,5 m, cách phối đá 1,5 m. Thì đang chỉ mục đích sử dụng, thì khi công chứng qua tay quý anh chị thì đất mình là thuộc đất cây lâu năm luôn nha. Khu này đông dân nè, đường này là thông vừa ngã nha quý anh chị. Đây, tôi xin giới thiệu lại cho quý anh chị. Thì tổng diện tích của mình là 900 mét vuông, ngang là 16.68, hậu là 16.9, nở hậu quý anh chị. Chiều sâu của mình vô là 52,5 m, một đầu 53. Đất rất là đẹp, hình chữ nhật vuông vức luôn. Thì quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho khoa để chốt bất động sản này nha quý anh chị. Thì liên hệ hoặc inbox cho khoa trực tiếp luôn. Số điện thoại là 033 444 7430.
Thì sau đó Khoa có sử dụng Zalo, thì quý anh chị quan tâm có thể kết bạn Zalo để mà nhắn tin trao đổi, hoặc là gọi trực tiếp vô số 0766 450 076, thì hai số đó thì Khoa đều sử dụng. Đây nè, khu này đông dân cư nha quý anh chị. Vị trí đất của mình cách tỉnh lộ 87B đường nhựa là 300 m, thì cách chợ Tân Thới là 1,5 km, cách bến phà Bình Ninh là 2 km. Thì đường tỉnh 877B là một cái làn đường rộng 10 m, là trục đường chính của huyện Tân Phú Đông luôn anh chị. Thì đất mình là thuộc huyện Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang. Thì giấy tờ thì sang tên toàn quốc cho quý anh chị luôn. Đất đẹp, nền cao ráo. Chỉ có cái mương này thì mương lạng thôi. Mình xử lý tí là đất đẹp liền. Rồi, thì cảm ơn quý anh chị rất nhiều nha.